Ngày 16 tháng 6, liên quan đến dự án khu căn hộ và dịch vụ Sun Garden do công ty cổ phần quản lý đầu tư STC gây sụt lún, nứt tường nhà dân mà dân Việt đã phản ánh, ông Lê Văn Tây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 11, thành phố Đà Lạt cho biết đã di rời hai căn hộ đến nơi an toàn. Ghi nhận của phóng viên dân Việt tại hiện trường, bên ngoài hai căn nhà của người dân đã được căng dây cảnh báo và có lực lượng chức năng phường 11 bảo vệ bên ngoài. Bên trong căn nhà của hai hộ dân, nhiều vết nứt dưới nền nhà dài, rộng đến 5 cm. Phần mái phía sau được hàn bằng sắt cũng bị biến dạng bởi đất bị sạt lở. Công trình đang thi công của công ty cổ phần quản lý đầu tư STC cũng đã được tạm dừng toàn bộ trước khi khắc phục được sự cố sụt lún nhà dân. Đằng sau thì rạn nứt sụt lún, và đằng trước này thì bị chị thấy là nó xe dịch cái nhà chị đi hết khoảng 1 cm. Thì nói chung là rạn nứt rồi, chân chim đồ nơi bắt đồ nhiều lắm. Thế hiện nay thì gia đình nhà mình được di dời đến đâu ạ? Di dời thì bây giờ hiện giờ là chị đi ở tạm, chứ còn chỗ ở thì chị đang đi tìm để thuê mà chưa có. Thì bây giờ nguyện vọng là cũng muốn là làm lại cái nhà sửa, coi bên công ty này mà coi rồi sửa lại cho chị cái nhà hiện trạng như từ đầu như cũ thôi, rồi để chị có chỗ ăn, chỗ ở, chỗ sinh hoạt, chứ khi không cái nhân như vậy thì cuộc sống của chị nó đã rồi. Cũng liên quan đến công trình này, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã yêu cầu đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư phải xử lý, che chắn, tuyệt đối không để ảnh hưởng, xói mòn bờ đất đối với các công trình lân cận, đồng thời tiến hành rào chắn phía trước công trình nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực. Dự án trên là công trình cấp 3, được xây dựng trên diện tích hơn 3.000 m2. Hiện đơn vị thi công đang xây dựng các hạng mục kè ta luy, 2 tầng hầm.